Các bạn nhớ khi nhậm các bạn không nên chải lược quá mạnh vào da đầu, dễ làm da đầu bị chày và sẽ dễ bị gác. Các bạn nên nhớ nhậm tóc nam, các bạn nhậm các màu tông lạnh, các bạn nên chải tóc thường xuyên để cho tóc không bị hầm thì màu tóc sẽ lên nhanh và đều hơn. Các bạn làm theo công thức khóa màu dưới đây thì tóc sẽ giữ màu được lâu hơn và bền hơn. Khi khách về gội đầu thời gian dài nhưng tóc vẫn giữ màu tốt hơn, đẹp hơn. Khi hai màu xanh cùng hòa quyện trên một mái tóc, các bạn thấy như thế nào? Riêng mình thì cảm giác khá là mới mẻ, hấp dẫn anh em nhé.